Chào các bạn, hôm nay mình thực hành tách khuôn cho cái vỏ của một cái thiết bị nghe nhạc MP3. Thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mình sẽ dùng cái file là MP3 cover trong thư mục là MP3 cover ở phần practice. Rồi nói sơ qua cái sản phẩm này các bạn, thì mình nhìn thấy rằng cái mặt phân khuôn của nó đó sẽ chia làm 3 phần chính. Thứ nhất là cái mặt phân khuôn bên trong và bên ngoài. Cái thứ hai nữa là cái phần phân khuôn cho cái slide và có hai cái lifter ở đây. Thì để cho gọn á, thì khi mình làm phân khuôn á, mình sẽ chỉ click vào đây 3 lần thôi các bạn, là để mình tạo ra 3 nhóm phân khuôn. Và tôi nhắc lại rằng á, là cứ mỗi lần bạn click như vậy á, sẽ tạo thành một nhóm, và cái nhóm đó được quản lý khi mình plug hoặc unplug. Cho nên là nếu như trong tình huống các bạn mà lỡ mà có muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa thì mình nên là redefine nó, chứ đừng có click tạo một mặt mới nữa. Thì tôi sẽ làm và tôi minh họa cụ thể cái tình huống này các bạn. Thì đầu tiên tôi sẽ click một lần nè, để tôi tạo cái nhóm mặt phân khuôn bên ngoài và bên trong. Rồi thì tôi ở bên trong nha, ở đây nè, bên trong này thì mình thấy rằng mình có thể tạo bằng cách là shoot up, mình nút phải đây nè, mình chọn được cái, rồi mình cho rằng là cái internal group là dòng cái đường viền bên trong, và tự nó vá kính cho mình. Rồi cũng trong cái nhóm này tôi tạo thêm một cái mặt extrude, tôi chọn anh extrude này, và tôi có thể tôi vẽ ở cái mặt này hoặc là cái mặt này, nhưng mà nên là vẽ mặt ngoài các bạn. Tại vì nếu như á, là cái mặt sản phẩm ở đây nè mà nên lại nó có góc ráp á, thì khi bạn đùng vuông góc với nó đó, nó sẽ bị sai. Cho nên là mình vẽ mặt ngoài ra, mặt nó thẳng 90 độ, mình đùng nó vào trong sẽ chính xác hơn. Để tôi chọn mặt này tôi vẽ phát nha. Đó, tôi có thể dùng cái này là tôi chiếu luôn nè, một số cái đường ví dụ là cái anh này mặt tôi đi ngang đây nha. Đây, tôi cứ vẽ thôi. Tại đây thì mình không thể rút cái mặt này được các bạn, tại đây vì nó cong rồi, thì mình chấp nhận ở đây để mình đồng ý. Và tôi cho đi vào, tất nhiên là mình đi vào tới cái đường curve mình mong muốn thôi, điều tới cái đường curve này thì đồng ý. Tại thế mình chọn nó, các bạn dùng chức năng là mirror, và mình chọn mặt mirror của mình chính là cái anh này, rồi mình đồng ý. Tiếp theo ở đây thì tôi sẽ dùng đỉnh là fill, tại vì nó phẳng, các bạn thấy là nó lòng phẳng này, cho nên là mình sẽ fill một cái đi qua toàn bộ cái phía sau này. Thì mình dùng đỉnh fill và mình dùng ngay cái mặt anh này để mình vẽ luôn. Tôi cũng là add project xuống, ví dụ như là anh này rồi cái anh này, sau đó thì mình nối nó lại thôi. Rồi mình là đồng ý. Rồi ta có mặt thứ hai. Cuối cùng ta vẽ cái nhóm mặt này. Thì mình cũng ở đây thì các bạn có thể dùng extrude cũng được. Tôi dùng extrude nha. Tôi lấy cái mặt ngoài. Và tất nhiên là mình chỉ đụng anh này. À, tới đây thì mình có thể làm mirror qua, hoặc là mình, tại vì phần này đó các bạn, nó có cái phần này thì mình không thể extrude qua được, mình phải đi cong lên đây. Cho nên là tôi sẽ tôi làm được hay không luôn nha. Thì tôi lấy anh này và cả anh này xong rồi tôi đồng ý và tôi cho nó đi vào nha. Đi vào tới cái, ví dụ như cái anh này đây, thì mình thấy rằng nó có một bên sẽ bị dư. À rồi nếu mình đụng vô trong á, mình đụng vô cái cạnh bên trong này á, thì anh này anh dư. À, cho nên mình có thể là mình tạm thời mình làm tách ra hai phần mình làm, sau đó mình trim nó, mình mirror nó cũng được. Hoặc cách thứ hai là các bạn có thể là copy cái mặt, sau đó là mình sẽ extend, mình kéo dài ra ngoài. Thì trong tình huống này tôi sẽ dùng cái năng extend nha. Thì muốn extend được á, đầu tiên mình phải copy cái mặt này các bạn, copy cái mặt này để các bạn đùng nó ra ngoài. Các bạn thấy extend kiểu này, các bạn chọn cái này, các bạn copy nhé. Mà tôi xem nè, nếu extend ra thì mình cũng phải copy rồi kéo hai hướng, tôi mất công quá, tôi dùng lệnh là fill luôn. Tôi dùng cái mặt đáy này nha. Tôi vẽ ra anh này, anh này, anh này.
Rồi chỉ như đây thôi. Rồi tôi dùng thêm anh này rồi tôi trim bớt đi. Nói chung mình có nhiều cách làm các bạn nha, mình có thể là tùy mình sử dụng. À, tới đây nha. Ok. Sẽ tôi trim luôn đồng chí này. À, đồng chí này. Tới đây thì tôi đồng ý đi. Rồi ok. Sau đó tôi đem anh này. Tôi mirror qua đây. Rồi sau cùng. Ý. Nó lại không có dính vào các bạn. Là tại vì cái mặt của mình lúc này á nó không có đồng phẳng nè, các bạn chọn mặt đáy này mới đúng. Thì mình lại phải đồng ý anh này nha. Thoát ra ngoài để các bạn nút phải chuột các bạn là Redefine. Và mình sẽ Reference, Edit. Rồi mình chọn lại giải pháp của mình nè. Mình chọn lại thay vì là mặt này đúng không, các bạn chọn là cái mặt này. Thì Sketch thì hầu như nó không thay đổi gì hết. Tại vì cái mặt nó song song với nhau trên chuột nó không có mất. Rồi mình đồng ý là mình có cái mặt này. Thì bên kia cũng như vậy. À, tới đây thì mình có thể là Extend cái đồng chí này. Mà muốn extend nó thì các bạn phải copy nó ra nha. Đây, các bạn nút phải chuột các bạn chọn là plung đi nè. Đấy. Rồi các bạn chọn anh này. Các bạn dùng chức năng là. Nhưng mà chú ý nè. Nếu các bạn copy ở đây á, thì cái mặt này nó không được tính vào cái nhóm phân khung ban đầu này. Cho nên các bạn phải là nút phải vào đây. Các bạn chọn là Redefine. Nó vào lại môi trường phân khu này nhá. Thì các bạn có thể là chọn nó. Rồi các bạn là copy. Sau đó các bạn paste ra. Đồng ý. Rồi bây giờ mình cứ thể là mình sẽ chọn cạnh này đúng không nè. Các bạn dùng cái chức năng là Extend. Và các bạn nhấn Shift. Chọn thêm anh này. Và anh này. Sau đó các bạn chọn là đùng vuông góc đó. Thì bạn chọn là đùng tới cái mặt phẳng. Thì bây giờ mặt phẳng mình chính là cái mặt ngoài của cái phôi. Và các bạn nhấn Ctrl B. Bật cái phôi plung, in plung lên. Mình chọn là in plung. Rồi mình chọn cái này. À, là bất cứ khi nào bạn cũng có thể dùng phôi plung, in plung được cách nhấn thuật phím Ctrl B. Các bạn chọn cái mặt ngoài chính là mặt này. Thì các bạn đồng ý. Thì bạn không khuôn. À nhưng mà nhìn kỹ là các bạn thấy này nha. Giả sử như bây giờ tôi thấy cái mặt tôi như vậy. Nhưng mà nó có bị dư thiếu gì không? Đây nó vừa đủ như thế này, ok rồi. Thì mình giả là mình mệt chung lại các bạn. Thì mệt lại thì tạm thời tôi tắt cái mặt, tắt cái phô cho dễ nhìn nha. Tôi plăng anh đi. À, tắt hết mặt quan trọng cho dễ nhìn đi. Sau đó tôi dùng chức năng là tôi chọn một anh nè. Nhấn kịch cho anh thứ hai nè. Sau đó tôi mệt. Rồi tôi nhấn chọn kịch cho anh này, anh này, anh này. À cái chỗ này thì xem nha. Chọn anh này luôn. Ok. Rồi sau đó mình đi tách khuôn thôi. À, để dư miếng không sao, các bạn có thể trim cũng được, mà không cần trim cũng không sao. Các bạn nhấn Ctrl B, D, quay làm khoảng chuẩn. Rồi unplug cái anh này ra. Và mình chỉ đồng ý. Thì cái này các bạn thấy nè, mặc dù mình tạo rất nhiều mặt phân khuôn ở đây. À nhưng mà khi các bạn nhấn Ctrl B thì phải plug cái unplug lên á. Thì ở phần mặt tinh này á, nếu bạn một nhóm thôi. Thì đây là cái nhóm phân bên ngoài của bạn nè. Đấy, ok. Rồi mình tách thử nha. Giả sử bây giờ mình qua phần đây. Mình mode split, mình chọn là đòn, rồi mình chọn cái nhóm mặt này và tất nhiên là phải nhấn Ctrl chọn cái mặt bên trong này nữa. Các bạn ok. Thì các bạn tách được cái nhóm đây là cục và core. À, các bạn thấy bỏ vào cái core. Đồng ý. Anh đây là cavity. À, đồng ý. Thì là mình hoàn tất cái việc là tách khuôn cho được cái. Thì sau đó tiếp theo là mình sẽ tách cho cái anh là mấy cái slide. Thì rất là dễ á, tôi tạm thời là hoặc là tôi đưa lên trên này nha, coi như chưa hề có. Tại mình chỉ muốn kiểm tra xem tách được thành công hay không thôi. Các bạn hãy đưa lên trên đây. Xem như hai này chưa hề xảy ra. Thì mình sẽ tạo mặt phông khuôn cho cái slide này. Thì để tạo mặt phông cho cái slide này á, tôi cũng có chức năng là copy extend để tôi kéo dài cái mặt này nè, ra ngoài phô của tôi. Và tạm thời tôi ẩn cái phô này đi. Sau đó là tôi đích một lần nữa nè để vào cái nhóm mặt phân khuôn thứ hai. À, và dùng chức năng là copy để mình có cái chuẩn để mình kéo dài ra ngoài. Thì tôi chuyển qua cái phần là chọn anh cái làm vốn nha. Đây một anh nè. Những cần cho các bạn copy sau hãy chọn thêm copy nè, paste ra và những cần chọn thêm anh này cũng như là cái anh phía dưới đây.
rồi ba đồng chí này cái mình đồng ý. Sau đó là mình mới dùng chức năng là mình chọn mình ảnh để mình extend. À, chú ý chỗ này, có đôi khi á, là cái chỗ này nè các bạn, thật sự nó là hai cạnh, một cạnh của cái sản phẩm và một cạnh của mặt phân khuôn. Tự nhiên các bạn lít mà trúng cái cạnh của sản phẩm á, thì còn không extend được, thì lỡ như thế còn thể là lăn của anh này, hoặc là các bạn có thể nhìn cái chú, bạn có chú ý cái ghi chú này nè, khi bạn lít đèn cái nha, sẽ báo biết là nó làm click đúng của anh nào. Thì giờ tôi đúc bên extend thì này sáng lên nè, các bạn có thể extend và mình nhấn shift nè, mình chọn nguyên cái đám này và tất nhiên là mình đùng về cái hướng mặt ngoài của mặt phân khuôn, thì có thể là bật cái mặt phân khuôn trở lại nha, bật cái phôi lên chứ, bật cái phôi lên và các bạn chọn là cái mặt ngoài là đi tới đây đấy. Ok, nhưng mà thấy vậy thì cái này nó yếu quá và nó dài nữa, cho nên mình sẽ tạo thêm một cái mặt phân khuôn kiểu extrude để mình làm cái vai cho nó cứng lên một tí. Thì các bạn có thể chọn là define là cái anh này, giải phát đùng nó vào, mình phải là sketch view nhé. Đấy, rồi mình bắt trung điểm anh này, mình ngặt lại anh dư trung điểm, thì các bạn chọn như đồ correction mode nè, các bạn có thể là vẽ một cái reference ở đây nhé, các bạn chọn cái anh này cũng được, sau đó các bạn là vẽ một cái đường line từ đây, chưa đủ reference nè, tôi chọn thêm anh này và cái mặt dưới của mặt phân khuôn của tôi chính là cái đồng chí này nữa nha. Rồi tôi vẽ hình chữ nhật ở đây cho nó chạm vào, à bỏ nó đi, tôi vẽ đường tâm trước ở dạng là collision mode nè, tôi vẽ một cái đường tâm từ đây tới đây để tôi có cái trung điểm thôi các bạn. Sau đó tôi vẽ đường center line này nha, có trung điểm tôi vẽ thôi. Sau đó tôi bỏ cái collision mode này đi, tôi dùng cái răng vẽ rectangular, tôi vẽ một hình chữ nhật thế này. Rồi, mình muốn đây là anh là 10 và anh này đương nhiên là 6 và phải là ngay trung điểm nè, anh này 6 thì thấp quá thì mình cho lên 8 cũng được, cho nó cao như vậy là 7 đi, trả giá hoài. Rồi như thế này thì tất nhiên là mình phải đùng nó vào trong, đùng nó vào trong nhé, đổi cái hướng của nó, đùng vào trong thì cỡ này thôi, dùng cho 10 ly đi, 10, 10 ly ít quá thì cho 12 cũng được, để cho nó cứng. Rồi sau đó thì mình nhớ là mình chụp chức năng là cấp and then bịt nó lại và mình chọn nó nè, chọn cái nhóm này và mình mở nó lại. Các bạn chú ý cái hướng cái màu sắc, cái chấm màu vàng nha, chỗ nào lấy chấm màu vàng là mình lấy đó. Các bạn chọn anh này không phải nè, anh này và anh này. Rồi ok, mình ở đây thì bạn phải đưa này lên trên nha các bạn, đưa lên trên cái hết bỏ lỗi rồi. Tôi thực sự chưa hiểu rõ các bạn chắc tính lắm nhưng mà đại khái chỉ biết là gì, nếu như mà nó bỏ lỗi thì mình cứ đưa lên trên là nó hết rồi. Thì tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này sau. Rồi tới đây thì các bạn có thể là mirror nó qua và còn từ đây qua đây á, thì mình copy. Thì để copy được á, thì các bạn nên đo trước khoảng cách. Đây là một điều nó hơi vất vả của Creo, tại vì nó không có chức năng là copy point to point mà mình phải measure trước khoảng cách của nó các bạn. Mình đo dù anh này từ đây nhé, tới đây nó dài là bao nhiêu đây, 28.4415 là các bạn nhớ nha, 28.4415. Sau đó là mình chọn anh này, mình qua đây mình copy nhưng mình có best mà là best special. Sau đó cái mình chọn cái hướng mình copy nè, hướng mình copy là ở toàn hướng này và cái tôi nhập vô con số là 28.4415 đúng không nè, 28.4415 đấy. Và tất nhiên là mình đừng có xóa cái anh cũ đi, mình để như vậy, đừng ẩn anh cũ đi. Lúc này mình đã có hai mặt phân khuôn rồi, thế là các bạn chọn nó và các bạn mirror. Tất nhiên là qua các mặt là mặt right đúng không các bạn, chọn mặt right nè, nó cũng hiểu luôn nè. Rồi, đồng ý. Tới đây thì mình cũng hoàn thành cái nhóm mặt phân khuôn thứ hai và các bạn cũng ok đóng nó lại. Và mình thử xem nha, mình nhấn Ctrl B nè, mình thấy rằng mình đã có là hai nhóm mặt phân khuôn, một nhóm dành cho cái anh mặt phân khuôn chính của mình và cái thứ hai là cái nhóm dành cho cái slider. Ok thì mình chuyển sang mình làm cái nhóm mặt phân khuôn thứ ba, chính là cái nhóm mặt phân khuôn cho cái lifter.
Thì để làm cái mặt photolifter thì máy móc được là clip này của tôi nó đơn giản, nó không có phức tạp lắm. Thì mình có thể làm chỉ tạo cái mặt extrude thôi, là mình cắt nó. Thì trước tiên mình phải tạo một cái mặt song song với mặt phẳng right các bạn, để cho nó mình có mặt giải phát ở đây. Thì tôi dùng chức năng là tạo mặt phẳng nè, lấy anh right này mà tôi offset nó cho nó đi vào nha. Tôi cho nó nhìn xuống nè, tôi sẽ dưới nhìn lên để cho nó thấy rõ kia cũng được. Tôi bút tùm nha. Rồi các bạn kéo nó qua thì không cần kích thước chính xác, chỉ cần biết là gì nó nằm ở giữa cái phần lifter này thôi, để một lát nữa mình có thể là mình đùng về hai phía các bạn. Tôi cho là như 14 đi, rồi tôi đồng ý và tôi chuyển qua cái nhóm mặt phân khung thứ ba và tôi dùng đến extrude thôi. Thì nó mặc định nó nhớ cho mình luôn là mặt phẳng này rồi các bạn, các bạn chỉ vẽ thôi. Thì ở đây là tôi sẽ vẽ qua, tôi chọn là một số cái đường đã có ở cái phần kết cấu của lifter này, cái phần bên trong này nhá, này anh này, anh này, rồi xem nào, có anh này nhá, rồi mình sketch view lại nè, này mình vẽ thêm một số đường nữa, ví dụ như là từ cái vị trí này mình chọn thêm một số cái mặt lifter này, xem nó còn cái mặt nào nữa nè. Ví dụ mình chọn thêm cái mặt ngoài của nó nè, cái mặt to này của nó đó. Rồi mình vẽ đây, mình sẽ vẽ thêm nha, mình vẽ một cái đường line từ đây mình vẽ thẳng xuống đụng bên này nha. Rồi đó là mình sẽ kéo ngang qua, mình kéo lên đây, mình làm thế này. Rồi mình trim bớt một số cái phần tử này bị dư các bạn, mình delete cái anh này đi nhé. Đấy, rồi mình bắt dính cái anh này vào đây. Đây thì mình có thể chuyển sang cái wireframe mà dễ nhìn nè. Thì mình chọn thêm cái anh này, cái anh này, cái anh này, và mình kéo cái đường này nó dài ra một tí, các bạn chú ý cái này nha, kéo nó dài ra nè cho đụng cái anh này. Rồi sau đó thì những anh nào dư thì mình xóa bớt đi, các bạn trim, ví dụ như là trim cái anh này, các bạn trim cái anh này và mình cho kích thước cho nó, ví dụ cho anh này là 2 ly. Anh này là 1.5. Rồi cái góc này nè các bạn, cái góc này nó phải là bao nhiêu độ nè, cái góc anh này với anh này á nó là 95 độ, ít 85 độ chứ, đây nó là như vậy. Xong thì các bạn đồng ý, rồi mình cho đụng về hai phía. Thì các bạn hãy cho là anh bên đây nè đụng tới cái mặt ngoài đây, anh bên đây cũng đụng với cái mặt ngoài đây, và tất nhiên là phải cắt end nó. Các bạn đồng ý. Sau đó thì mình có ảnh rồi thì mình, các bạn có thể chọn ảnh nè, mình mirror luôn, mình chọn ảnh này, mình mirror tất nhiên là qua cái mặt phẳng là right của mình. Ok, thì mình sẽ có cái méo mặt phụ thứ ba, chính là cái khu như cái lifter. Rồi cuối cùng thì mình đồng ý và mình đi tách. Bây giờ thì mình có thể là mình kéo xuống đây nha, rồi mình có được cái rồi, và do là cái những cái phần slide tất cả là phần đực hết rồi á, cho nên là mình, cái mình ẩn cái phần cái, mình plăng cái phần cái luôn, và mình chỉ tách là one volume trên cái phần là core thôi. Mình chọn anh này nhé, chọn one volume nè, từ cái mô volume mình đo, mình chọn ví dụ như là cái anh core nè, đồng ý. Rồi mình chọn mặt phân khuôn này để mình rút cái anh tên là slide 01 ra. Sau đó tiếp tục là mình anh này one volume, more volume, done. Mình cũng lấy cái core, đồng ý. Rồi mình chọn anh này, lấy cái anh này ra, mình chọn là slider 02. Đó là tiếp tục là more volume, one, more, done. Lấy cái anh core,
Đồng ý. Anh này đồng ý. Đồng. Ok. Thì ở đây tôi chỉ tách ra cái phần quan trọng nhất của cái slide thôi. Sau đó qua cái một cái đĩa DVD tiếp theo á, là phần emit á, tôi sẽ làm cho nó hoàn thiện luôn toàn bộ luôn, gồm có cái Angular bin rồi cái ray đầy đủ hoàn chỉnh cho các bạn xem luôn. Rồi tôi sẽ tắt tiếp one mode done core. Đó. Rồi mình lại tiếp tục anh này. Cái clip trở giấu đâu mất rồi. À ở đây đúng không nè. Đâu. Xong một chứ. À, đồng ý. Tiếp tục lần cuối cùng. More volume one more done. Có. Done. Ok. Rồi, mình hoàn tất cái việc là tải những cái mô volume và cuối cùng là mình extract nó ra. Toàn bộ là mình gồm có core, cavity, hai adapter và bốn cái slide. Mình chọn toàn bộ. Lấy cái template là anh này. Ok. Và các bạn nhắc lại, tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn xem là khi những cái chuyện B á, mình sẽ chỉ có là ba nhóm mặt phân khu. Và để làm được điều này là gì? Các bạn chỉ được quyền đích cái phần mặt tính survey này 3 lần. Và nếu trong tình huống các bạn muốn sửa thay đổi gì đó, các bạn có thể là nút phải vào đây để các bạn là redefine, là sửa lại cái nhóm mặt phân khu cũ, chứ đừng có lít này. Đương nhiên các bạn vẫn có quyền là gì tạo một phân khu mới mỗi lần như vậy. Ví dụ như các bạn có thể là tạo cái mặt phân khu bên trong nè một lần, mặt tên bên ngoài một lần cũng được chứ không có sai. Các bạn có tách khu bình thường nhưng đôi khi là nó chậm, các bạn là khó quản lý. Và cái việc là mình làm mà nó có cái ý đồ bạn từng nghe từ ban đầu á, nó sẽ giúp mình là quản lý và kiểm soát nó dễ dàng hơn trong tương lai. Rồi, cảm ơn các bạn.